Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại em đang đứng trên cầu Ông Lãnh đây. Thì hành trình hôm nay em sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn cùng lang thang của em đi đến cung đường phố ẩm thực Khánh Hội. Hiện đây hướng này là hướng dưới kia là đường Đại Lộ Võ Văn Kiệt, ngày xưa là bến Trương Dương ha. Theo hướng này thì chúng ta đi về chợ lớn. Nhìn qua đây thì hướng này thì chúng ta đi đến quận 4. Quận 4 cầu Ông Lãnh. Chúng ta nhìn xa xa bên đây hai tòa nhà, bên phải là tòa nhà Khánh Hội, nhà máy thuốc lá Khánh Hội ngày xưa nè. Bên trái thì có cái building chữ M mới được xây lên. Ngay đó có cái kho phân đó. Kho phân ngày xưa. Không biết cô chú anh chị nào biết kho phân không ha? Kho phân nằm bên đường Nguyễn Hữu Hào. Rồi chúng ta cùng đi nha. Mình đi buổi tối cho nó mát. Đi buổi tối không khí mát mẻ lắm. Tại vừa ăn cơm xong á, mình đi dạo thì thấy cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu. Ai cũng vậy ha, tập thể dục cũng là một cái gì đó mang cái năng lượng mới, giúp chúng ta sảng khoái hơn. Lại mình đi ngoài đường gì nè, gặp rất là nhiều cái hình ảnh rất là lạ. Ví dụ như mà ban ngày mình sẽ thấy, ví dụ như trên cầu cầu Ông Lãnh này ha, buổi tối rất là nhiều người tụ tập ngồi trên cầu ở đây, rồi họ trông chờ cái gì đó của người đi qua đi lại giúp đỡ. Giờ này Sài Gòn rất là nóng, cũng hay là hôm nay trời mát, đi mua cơm đường vòng ở đường Trần Phú. Sẵn quay cho cô chú anh chị xem cho vui. Rồi, từ đây đến cái phố ẩm thực này cách cũng cỡ vài phút nữa thì cô chú anh chị mình cùng chịu khó tí ha. Cung đường này thì hôm bữa thì chúng ta không có đi rồi, nhưng hôm nay thì mình sẽ đi cung đường này, nhưng mà đến cái khu ẩm thực mình sẽ dừng lại ở đi vô cái phố đó. Bên đây thì có hai bên cầu thì có hai dãy chung cư, nhưng mà em không biết tên chung cư này tên gì, tại vì người ta không có để bảng. Chung cư này lại rất lâu đời rồi nên cũng khó, nhưng mà phải gặp người ở lâu năm người ta mới biết được. Bên đây một dãy nha, và bên hướng này một dãy. Xuống gần tới đường đối diện mình là đường Hoàng Diệu. Đường Hoàng Diệu cũng hướng tàu quẹo phải á, thì để đi đến cái đường hình như là Khánh Hội thì phải, hay là Vĩnh Hội. Ở bên đây có mấy đường mà em thấy lộn hoài, Vĩnh Hội với Khánh Hội, rồi Tân Hội, rồi Tân Vĩnh.
để chung cư không biết sẽ tồn tại bao nhiêu lâu nữa, nhưng mà có lẽ chắc không lâu nữa thì những hình ảnh này sẽ không còn, bởi vì cuộc sống ngày càng hiện đại hơn, chúng ta không thể giữ mãi những hình ảnh như thế này hoài được. Cái gì rồi cũng sẽ có lúc phải thay đổi thôi. Bên đây cũng có một dãy chung cư giống vậy luôn. Ở đây thì cái building này mới xây nè. Đường này cũng cái hẻm này cũng đi vô cái khu chung cư đó luôn. Bên đây thì khách du lịch qua quá nhiều ha. Đi đến cái phố ẩm thực. Bên đây cũng là một địa điểm phải nói là không thể bỏ qua mình khi mình đến Sài Gòn ha. Nếu mà cô chú anh chị nào mà thích ốc ha. Con đường này chuyên bán ốc thôi à, đèn xanh mà đây là ngã ba Hoàng Diệu và hướng lên cầu Ông Lãnh ha. Thấy rất là đông luôn. Hướng này hiện nay đến Nguyễn Tất Thành nè, còn bên đây thì chúng ta lên cầu Ông Lãnh. Bên đây thì có cái dãy nhà rất là xưa. Dãy nhà cặp con đường Hoàng Diệu, dãy nhà hiếm hoi mà còn sót lại ở Sài Thành. Đèn đỏ lâu quá. Thì bên kia cũng có một cái dãy nhà xưa nữa, có lẽ nguyên cái dãy nhà bên đường Hoàng Diệu này chứ, là dãy nhà cổ ngày xưa, giống như cái chung cư gì đó, chung cư có một tầng thôi. Kìa lại tới làng bên kia chạy. Rồi. Cô anh chị mình đợi chút xíu nữa nha. Thì bên quận tư này bây giờ rất là phát triển nè. Sạch sẽ nữa. Mà lại nhiều quán ăn ngon. Bên đây có mấy cái chợ. Rồi chúng ta qua đường nha. Đây có chợ Nguyễn Quốc Hào, chợ 200, rồi chợ Cầu Cống. Rồi, chúng ta đi qua đường. Chắc có lẽ cái video này hơi dài. Cô chú anh chị mình thông cảm nha. Ta nhìn bên kia thì mặt tiền của dãy nhà chung cư. Ở đây thì có tập trung số cô chú bán gánh hàng rong nè.
rồi người ta ngủ ở đây luôn. Thấy cuộc sống rất là vất vả, ở đâu cũng vậy, mọi người đều phải lao động vất vả mới có được cái thành quả. À, đây chúng ta đến ngã tư Nguyễn Hữu Hào và Hoàng Diệu. Chúng ta nhìn bên kia thì có cái chợ Nguyễn Hữu Hào. Rồi chúng ta cùng qua đường nha. Nói ngay cả cái chuyện đơn giản quay cái video này thôi cũng phải bỏ công sức đi rồi mới có video, mới có gọi là đơn giản là thành quả, chứ không phải tự nhiên mà có. Nên có một số số người họ không chịu lao động mà họ cứ trông chờ cái gì đó, vậy là cũng không đúng. Mình đi ngoài đường gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn nhưng mà mình không thể nào giúp hết được anh chị, chỉ phần nào thôi. Mình đi trong quê làng phía sau nhà chờ xe buýt nha. Rồi chúng ta đến ngã tư này là ngã tư Hoàng Diệu và Vĩnh Khánh. Hồi nãy chắc là em nói nhầm, phố ẩm thực Vĩnh Khánh. Đây bên kia Vĩnh Khánh thì hướng này thì chúng ta sẽ đi đến bến Đường Đồn. Rồi gặp theo đường này là Hoàng Diệu. Rồi chúng ta nhìn qua đây xíu nữa thì là phố ẩm thực Vĩnh Khánh. Rồi chúng ta đi một vòng đến phố ẩm thực Vĩnh Khánh nha. Con đường bán ốc rất là nhiều luôn, nhưng mà hôm nay mình không ăn ốc ha, mình chỉ đi xem hàng quán như thế nào thôi, để có dịp thì mình về Sài Gòn mình lại ghé ăn ha. Wow, rất là đông luôn. Bia bay 35k một lít. Ở đây đông vui quá. Gửi xe rồi, ở đây thì mình sẽ đi ăn ốc ở trong vòng ở bên kia. Cơm gà Như Thủy. Lần đầu tiên anh đi buổi tối con đường này nè. Ngập luôn. Rất là đông các anh chị. Chắc có lẽ là không có chỗ ngồi luôn á. Bên kia là quán ốc Vũ. Con đường này chuyên bán ốc thôi, rất là nhiều quán ốc luôn. Mọi người ăn khí thế không? Đây em thấy hình như nổi tiếng cái quán ốc hậu gì nè. Mình đi một xíu nữa là hết đường rồi. Đây là hạt dẻ. Ở đây thì cũng ốc luôn.
rất là đông các quán ốc, quán nào cũng tấp nập, bây giờ là phố ốc. Em không phải là người khảo ốc nhưng mà nhìn thấy mấy con ốc ở đây cũng rất là hấp dẫn. Và đi bên trong hình như cuối đường này là đường Tôn Đản thì phải, một con đường nổi tiếng một thời. Chắc có lẽ nghe nói tên đường Cơ Tôn Đản là ai cũng nhận ra rồi ha. Ồ, quá đông. Ở đây có cái hẻm để đi vô khu khu phố, khu dân cư. Đến đây thì cũng bớt rồi. Đoạn đường này phố ốc thì có đoạn ngắn thôi. Khoảng chừng 500 mét. Đây quán Khánh Hào. Chắc quán anh Khánh chuyên bán hào á. Chúng ta thấy phố nhộn nhịp chưa? Ở đây cũng là một điểm đến của cô chú anh chị khi mà về Sài Gòn nè. Tại vì em thấy rất là nhiều cái đoàn tour họ đi qua đây để ăn thưởng thức món ốc về đêm ở quận 4. Như cái hẻm này để thông ra đồng văn bơ rồi phải. Vô tới đây thì em hết không biết phương hướng rồi. Thôi mình cứ đi ha. Hình như đến cuối đường là đường Tôn Đản thì phải. Chắc cái video đường Tôn Đản sẽ gửi đến của chú anh chị video sau á. Video này có lẽ hơi dài rồi đó. Ở đây thì không biết giá ốc bao nhiêu, em nghĩ tầm 50.000. 50.000 một dĩa. Bên đây thì cũng gần cuối đường rồi. Khúc này thì không đông như cái khúc đầu. Đây thì có ủy ban công an ngay khu vực này nên mình cũng cảm giác yên tâm hơn khi mà ngồi ăn đây ha. Xe kéo kéo em chị thấy không? Thấy tiếng còn không thấy ca sĩ đâu. Khi ta qua đây thì đi taxi thôi, từ chợ Bến Thành hay là Nguyễn Huệ. Nếu mà đi taxi qua đây chắc khoảng chừng tầm 20-30 ngàn một đô rồi ha, hơn một đô thôi. Còn đi đưa ráp thì sẽ rẻ hơn nữa, 10 mấy ngàn, 10 ngàn. Kem dừa chuẩn Thái. Cháo ếch Singapore.
người người Sài Gòn cũng như người Việt Nam thoải mái, sáng cũng có thể nhậu được, chiều cũng có thể nhậu được, trưa cũng có thể nhậu được, nói chung là lúc nào cũng có thể nhậu được hết. Hết một con ếch 35.000, hai con ếch 65.000, ba con ếch 90.000. Càng nhiều con thì càng rẻ. Ở đây thì cơm gà xôi mỡ. Rồi đến đây thì chắc em xin tạm dừng cái video này. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và quan tâm theo dõi kênh Vĩnh Long TV. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cô chú anh chị bạn ngày mới vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Bên kia là đường ngã ba Tôn Đản rồi. Bye bye.